Ezra Phương Trinh bất ngờ đăng ảnh nhập viện nghi bị sốt xuất huyết. Sau khi nhập viện, Ezra Phương Trinh được bác sĩ chẩn đoán sốt xuất huyết và cần theo dõi thêm. Trên trang Facebook cá nhân, Ezra Phương Trinh viết: "Không thể bệnh lúc này đâu Trinh ơi, hãy cố lên, cả nhà cẩn thận nhé. Trinh được chẩn đoán là bị sốt xuất huyết cần theo dõi. Có thể mùa này cũng đang có dịch bệnh đó. Các Angel phải mạnh nha, Trinh cũng sẽ khỏe mạnh nhanh chóng thôi." Kèm theo đó, cô đăng tải hình ảnh đang nằm trên giường bệnh. Ngay sau khi chia sẻ thông tin Ezra Phương Trinh bất ngờ nhập viện khiến đông đảo người hâm mộ vô cùng lo lắng, phía dưới phần bình luận, rất nhiều fan để lại lời thăm hỏi và mong nữ diễn viên mau khỏi bệnh. Hiện tại, Ezra Phương Trinh đang dành phần lớn thời gian để tham gia bộ phim Ly phiên bản Việt. Trước đó, nữ diễn viên cũng chia sẻ hình ảnh mệt mỏi tại nhà do lịch trình quay phim dày đặc. Tuy nhiên, sau khi có triệu chứng sốt không thuyên giảm, người nổi mẩn đỏ, Ezra Phương Trinh đã phải nhập viện để khám và điều trị. Lộ diện nữ ca sĩ đại gia ngầm thực thụ ở showbiz Việt chẳng kém Hà Hồ hay Lệ Quyên. Quý vị thính giả thân mến, không giống với nhiều nữ ca sĩ nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên, Thu Minh, Minh Hằng, ca sĩ Phi Oanh có một sự nghiệp âm nhạc khá bình lặng. Mặc dù vậy, nhưng nữ ca sĩ này vẫn được khán giả nhớ tới với vẻ ngoài xinh đẹp thông qua một số vai diễn phim truyền hình, một số ca khúc đã tạo thành hit. Sau lùm xùm việc hết cát xê tiền tỷ, năm 2015, nữ ca sĩ khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo cô đã kết hôn. Mọi thông tin về đám cưới của cô chỉ vỏn vẹn vài câu, chồng cô là một doanh nhân Việt kiều. Nhiều người cho rằng khi cưới được đại gia, Phi Anh sẽ theo chồng bỏ cuộc chơi như nhiều nữ ngôi sao nổi tiếng khác. Tuy nhiên, sau thời gian lấy chồng, nhiều khán giả vẫn thấy Phi Anh xuất hiện trên sân khấu. Không chỉ có vậy, từ một nữ ca sĩ xuất thân nghèo khó, cô đã đổi đời khi trở thành một bà chủ giàu có, xe sang và nhiều món đồ giá trị bạc tỷ. Nổi bật nhất phải kể đến chiếc nhẫn kim cương trị giá 22 tỷ, siêu xe 7 tỷ đồng đều được Phi Anh sử dụng khi xuất hiện trước công chúng. Bảo Thanh tuyên bố không tránh mặt Việt Anh sau ồn ào thả thính. Bảo Thanh đã có những chia sẻ thẳng thắn. Trước thông tin tránh mặt diễn viên Việt Anh sau scandal thả thính xuất hiện tại một sự kiện diễn ra ở Hà Nội vào chiều ngày 15 tháng 8, diễn viên Bảo Thanh đã chính thức lên tiếng về tin đồn cố ý tránh mặt Việt Anh. Bảo Thanh cho biết: "Tôi cảm thấy rất buồn cười. Nào có ai tránh mặt ai đâu, ban tổ chức xếp ai ngồi bàn nào thì đúng tên mà ngồi thôi, đâu phải họ xếp ở đây, rồi mình cầm bảng đi chỗ khác được. Đó mới thực sự là tránh mặt, không thể nào cứ một thông tin nào đưa ra mình lại đi giải thích. Như vậy rất mệt nên tôi kệ thôi, tôi không quan tâm lắm." Ngoài ra, Bảo Thanh cũng khẳng định mối quan hệ hiện tại giữa cô và Việt Anh vẫn luôn tốt đẹp. "Tôi vẫn gặp Việt Anh ở sự kiện, anh em vẫn chào hỏi nhau như biết bao đồng nghiệp khác", cô chia sẻ. Trước đó, trong một bài phỏng vấn hồi đầu tháng 8 vừa qua, Bảo Thanh cho biết mối quan hệ giữa cô và nam diễn viên Việt Anh sau khi đóng chung phim Sống Chung Với Mẹ Chồng vẫn là quan hệ đồng nghiệp bình thường như bao người khác. "Thú thật, sau khi đóng mấy bộ phim Sống Chung Với Mẹ Chồng, tôi và Việt Anh chưa có dự án nào làm chung. Phải có dự án chung mới gặp nhau được. Vì một người hoạt động tự do, một người hoạt động sân khấu là chính. Về quan hệ, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp bình thường như bao người khác", Bảo Thanh tiết lộ. Vào cuối tháng 6 năm 2017, cả dư luận dậy sóng trước thông tin Bảo Thanh nhắn tin thả thính, gạ tình diễn viên Việt Anh. Những đoạn tin nhắn được cho là của Bảo Thanh gửi tới Việt Anh xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội và khiến cô nhận không ít chỉ trích. Không những thế, Bảo Thanh còn bị vợ diễn viên Lâm Minh Thắng đang trạng thái ám chỉ cô từng gạ gẫm nam diễn viên này khi cùng đóng chung phim Người Chồng Điên. Bảo Thanh và ông xã vẫn hạnh phúc sau những ồn ào, gia đình nhỏ của diễn viên Bảo Thanh. Không phải đập đi làm lại, diện mạo em trai Đức Phúc vẫn đẹp bất ngờ. Nếu Đức Phúc từng bị nhiều khán giả chê bai vì nhan sắc kém đẹp, thì em trai nam ca sĩ khác xa hoàn toàn. Mới đây, những bức ảnh của em trai Đức Phúc được cư dân mạng chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội.
có thể dễ dàng nhận thấy em trai quán quân The Voice năm 2015 sở hữu nhan sắc khá điển trai cùng gu thời trang cá tính hơn hẳn anh trai nổi tiếng. Được biết em trai Đức Phúc sinh năm 1999, đang học tại cấp 3 Hà Nội. Vì muốn bảo vệ quyền riêng tư nên suốt 2 năm nay, Đức Phúc gần như không đăng tải bất cứ hình ảnh hay thông tin gì về em trai. Bức ảnh gia đình hiếm hoi của Đức Phúc trước khi nam ca sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Trong đó em trai Đức Phúc đứng cạnh bố. Cận cảnh nhan sắc của em trai Đức Phúc. Dù mới 18 tuổi nhưng em trai Đức Phúc đã tỏ ra khá chững chạc. Từ khi Đức Phúc đăng quang đến nay, mọi thông tin liên quan đến em trai đều được giữ kín để bảo vệ cuộc sống riêng tư. Hiện tại, em trai Đức Phúc đang sống cùng gia đình tại Hà Nội. Về phần Đức Phúc, từ khi phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi cấu trúc mặt đến nay vẫn nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Nam ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân lịch diễn hiện tại cũng dày đặc hơn trước rất nhiều. Bộ ảnh mà Đức Phúc thực hiện gần đây nhất còn khiến khán giả ngất ngây vì đẹp trai như ngôi sao Hàn Quốc. Sắp cưới tới nơi, Khởi My vẫn được mẹ tháp tùng đi diễn. Trước ngày về chung nhà với Kevin Khánh, Khởi My vẫn được mẹ đưa đón đi diễn như đó giờ bà vẫn thường làm. Kevin Khánh, Khởi My vừa tổ chức lễ đính hôn vào cuối tháng 4 và đến tháng 11 năm 2017, cặp đôi mới tiến hành đám cưới. Trong khoảng thời gian hiện tại, Khởi My vẫn được sự chăm sóc thu đáo, chiều chuộng của mẹ ruột khi bà đích thân nhận show, xếp lịch và đưa con gái đi diễn. Khởi My chia sẻ rằng mỗi khi cô xuất hiện ở sự kiện, mẹ luôn lặng lẽ đứng lẫn trong đám đông quan sát cô với vẻ thận trọng. Bà cũng sẵn sàng ngồi chờ Khởi My đi quay hình từ sáng tới khuya mà không hề than mệt. Trong sự kiện tối qua, ngày 15 tháng 8, Khởi My gây chú ý khi diện chiếc váy ôm sát, khoe đôi chân thon dài. Khởi My tâm sự mẹ là người sát cánh bên cô mọi lúc mọi nơi từ khi cô tham gia hoạt động nghệ thuật. Bà là người rất quan trọng trong cuộc sống cũng như trong công việc của nữ ca sĩ. Mẹ Khởi My ngồi ghế người chỉnh nhạc để nhắc nhở hỗ trợ con gái tốt nhất. Khởi My tâm sự quan điểm làm nghệ thuật của cô chỉ đơn thuần là phục vụ khán giả, kiếm tiền và tạo niềm vui, thỏa mãn đam mê cho bản thân, chứ không đặt nặng trở thành sao hạng A, hạng B hay kén chọn chương trình xuất hiện. Dù nhiều người gọi bà xã Kevin Khánh là ca sĩ hội chợ, nhưng bản thân cô lại rất tự hào về điều đó. Góp mặt trong chương trình, Khởi My thể hiện ca khúc I Need Your Love do bản thân Johnny sáng tác. Khởi My còn mặc thêm áo khoác khi trình diễn và đây cũng chính là áo khoác mà ông xã cô thường diện. Không chỉ hát live tốt, Khởi My còn thể hiện những động tác vũ đạo đem đến không khí sôi động. Khởi My nhận bó hoa tươi thắm cảm ơn từ chương trình. Khoe ảnh Hồ Ngọc Hà thân thiết với mẹ mình, Kim Lý ngầm khẳng định tình cảm của hai là có thật. Tấm ảnh Hồ Ngọc Hà chụp cùng mẹ nam diễn viên Kim Lý được chính anh chia sẻ đang nhận được sự quan tâm, chú ý lớn từ phía cộng đồng mạng. Mới đây, nam diễn viên Kim Lý vừa chia sẻ tấm ảnh đang tập gym với thân hình cực chuẩn và cơ bắp cuồn cuộn. Tấm ảnh ngay lập tức nhận được sự chú ý và yêu thích của cư dân mạng. Tuy nhiên sau đó, sự quan tâm của người hâm mộ đã nhanh chóng dồn vào phía Hồ Ngọc Hà khi nữ ca sĩ để lại một vài bình luận bên dưới bức hình của người yêu tin đồn. Bên dưới phần bình luận, khi Hồ Ngọc Hà liên tục để lại những sticker dễ thương thì Kim Lý lại bất ngờ chia sẻ bức hình cô chụp chung với mẹ mình và không quên ghi lời tựa tình cảm với mẹ. Rất nhiều fan của cặp đôi đã nhiệt tình thả tim vào tấm ảnh đặc biệt này, đa phần cho rằng sau hàng loạt những nghi vấn chiêu trò quảng bá cho MV Cả Một Trời Tương Nhớ, Kim Lý đăng tấm ảnh này nhằm khẳng định chuyện tình cảm giữa anh và Hồ Ngọc Hà là có thật, bởi mẹ anh và nữ ca sĩ cũng rất thân thiết với nhau. Chuyện tình cảm của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý bất ngờ gây xôn xao dư luận kể từ sau những cảnh khóa môi nhau thắm thiết trong MV mới của nữ ca sĩ.
người hâm mộ tinh ý phát hiện cách đó không lâu, cặp đôi đã từng check-in chung một địa điểm với những lời lẽ yêu thương, ngọt ngào, và gần đây nhất là chuyến đi cùng nhau tại Thụy Điển. Hà Hồ tỏ ra khá thân thiết với mẹ Kim Lý, cô vòng tay ôm bà từ phía sau, điều này càng dấy lên tin đồn Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đang chính thức hẹn hò.